Hello mọi người, hôm nay mình sẽ đi qua cái cách làm sao vay 500 ngàn, triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu, maybe 50 ngàn, 100 ngàn cũng vậy thôi. Không cần biết là mình vay số tiền ít hay số tiền nhiều, nhưng nếu vay cho làm ăn, vay cho kinh doanh thì nó sẽ là một cái nguyên tắc hoàn toàn khác với vay cho bất động sản. Nên ngày hôm nay có 3 điểm chính trên muốn liệt kê ra để cho tất cả anh chị em là những chủ doanh nghiệp hoặc là muốn start up, muốn vay tiền để mà mở một cái gì đó, mua một cái gì đó, tiệm nail, nhà hàng, văn phòng bác sĩ, văn phòng luật sư, văn phòng này, văn phòng kia, hay là bất kỳ một cái công ty nào liên quan tới vấn đề vay mượn để làm ăn. Ok, thì mọi người cần phải lưu ý 3 điểm như thế này. Điểm thứ nhất là thuế cá nhân của mình trong vòng 3 năm qua. Điểm thứ hai là tài sản của mình thế chấp vô. Điểm thứ ba là cái profit của cái business mà mình muốn vay để mình làm ăn ở trong đó. Đó là 3 điểm nắm nha. Điểm thứ nhất, thuế 3 năm. Nếu mà mua nhà bình thường đi ở này kia, người ta yêu cầu công việc làm ổn định 2 năm thôi và nộp giấy thuế 2 năm thôi. Nhưng vì business nó chỉ là phương tiện làm ăn thôi, tất cả các ngân hàng tại Mỹ yêu cầu phải cung cấp 3 năm thuế để nhìn thấy rõ hơn bức tranh tài chính của người này, thu nhập của người này như thế nào trong vòng 3 năm qua. Trong cái 3 năm đó, người ta chỉ nghĩ, ồ tôi có giấy thuế, không biết cái gì khác nữa hết trơn, không được. Trong cái giấy thuế đó, mọi người phải biết rằng người ta looking for cái gì, người ta tìm kiếm cái gì, ngân hàng tìm kiếm gì trong cái giấy thuế của mọi người, giấy thuế của cái người đi vay nè. Phải có high net income. High net income là gì? Có nghĩa người là giống như là tôi nộp giấy thuế, tôi là chủ tiệm nail và tôi có giấy thuế. Thì trong giấy thuế là gì? Make sure anh chị em khai thuế cao đủ. Ok, ví dụ khai thuế 100-200 ngàn mỗi năm. Ví dụ mà mình muốn phát triển hơn, mình phải khai thuế rất là cao. Nhớ nha, high net income. Nghe cái income thôi chưa đủ nha mọi người. Phải biết được tất cả những cái expenses của người đó, tiền nhà, tiền xe, tiền credit card, cả các món nợ khác, lấy cái high net income đó trừ cho tất cả các món nợ, thu về mỗi năm bao nhiêu, lấy cái mỗi năm đó chia cho mỗi tháng đem về bao nhiêu. Đó là chỉ con số về thu nhập cá nhân của người này thôi. Nếu con số đã ok rồi, chưa có approve đâu, chưa có đủ điều kiện vay đâu. Điểm thứ hai, vì business chỉ là cái phương tiện kiếm tiền và nó không phải là tài sản để thế chấp, nên ngân hàng phải yêu cầu, ê, collateral đâu, ê, tài sản thế chấp của anh đâu, và cái tài sản này phải dưới tên của mình là thứ nhất, dưới tên của cái người đi vay là thứ nhất, chứ tài sản dưới tên của ngân hàng khác, tiền nhà này ở chưa trả xong, sao lấy của cái ngân hàng này đang file có liên trên này mà mình lấy mình đi thế chấp chỗ khác được, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Cái ngân hàng thứ hai, cái ngân hàng đang đi vay cái business loan này, nó đâu có quyền để nó foreclose cái nhà rồi nó lấy tiền đâu. Nó phải đi qua cái lender đầu tiên là cái current mortgage của căn nhà này. Nên the best way, đó là lý do tại sao Trinh có rất nhiều tâm huyết để mà Trinh chia sẻ cho cộng đồng của mình là sao? Phải có ít nhất một căn nhà cho thuê để khi phòng khi vừa làm ăn tốt, vừa làm chủ tiệm nail ok, vừa có nhà cho thuê, pay off càng tốt thì sao? Lỡ mình phát triển hơn, mình cần vay 500 ngàn, 600 ngàn gì đó thì mình có cái tài sản thế chấp đưa cho người ta mới đưa tiền cho mình. Chứ đâu có đơn giản mình cầm tiền của người ta đâu, đúng không? Sau cái tài sản phải dưới tên của anh chị em nó free and clear đã pay off rồi, chứ không thể nào mà gọi là của người ta mình đi thế chấp được hết trơn. Đó là cái thứ hai ha. Điểm thứ hai, trong cái điểm thứ hai này là tài sản đó phải có giá trị tương đương với số tiền mình đi vay cho công việc làm ăn. Được chưa? Ví dụ tôi đi vay 300 ngàn, tôi đưa 300 ngàn cho anh rồi anh đi luôn rồi chết tôi không? Tôi phải cầm cái gì của anh tương đương với cái giá trị 300 ngàn đó. Phải có cái giá trị tương đương với số tiền 300 ngàn đó. Cái nhà 350, ok. Nhà 300, ok. Nó cùng... cái này nó pass rồi, phần thứ nhất là thuế nó pass rồi, phần thứ hai nó pass thêm cái nữa là ok. Chứ còn tôi đưa cho anh 300 ngàn mà anh đưa cho tôi cái tài sản chỉ có 150 ngàn thôi hoặc 200 ngàn thôi, còn 100 ngàn nữa này. Vậy thì một là anh phải kiếm cho tôi một căn nhà nữa, anh đứng tên, anh đã pay off với giá trị là 100 ngàn trở lên, đưa secure hai căn nhà với cái số tiền 300 ngàn đó. Hai, anh không có thì anh phải đi tìm người co-signer. Mình trong cái dạng loan, business bank loan này á, mình không có cái gì, mình có thể tìm người co-signer. Và cái người co-signer đó phải có những cái mình đang thiếu hụt.
Nếu mà anh yếu điểm credit, tìm người cosigner có điểm credit cao. Nếu anh yếu điểm về cái tài sản thế chấp anh chưa đủ thì phải tìm người cosigner thêm nữa, để và cái người cosigner đó phải có tài sản thế chấp để đưa vô đây. Nếu hồ sơ thuế cá nhân anh không cao, anh phải tìm thêm một người cosigner nữa, và cosigner đó phải có thu nhập thuế cao đủ để cứu vớt mình trong cái hồ sơ này. Mọi người thấy không? Điểm thứ ba rất quan trọng. Thuế cao, collateral có, nhưng cái business plan không có. Cái project mình dùng cái số tiền đó mình đi làm ăn, mà cái làm ăn đó trên giấy tờ không thấy lợi nhuận đâu hết, hoặc lợi nhuận ít quá không được luôn. Phải show cho ngân hàng thấy rằng là thứ nhất, nếu mà anh chị em muốn build thêm cái tiệm mới, nếu mà anh chị em muốn mở thêm một cái bệnh viện, nếu mà anh chị em muốn làm thêm một cái hotel, thì anh chị em phải đưa ít nhất là cái 3 year projection. 3 year projection là gì? Là bản thu chi dự tính cái dự án đó sau khi nhận tiền của ngân hàng thì nó sẽ làm ra bao nhiêu tiền mỗi tháng, mỗi năm. Được chưa? Nó phải thu vô cái gì? Nguồn thu nó là cái gì? Doanh thu nó đến từ đâu? Và cái chi ra chi cái gì? Chi tiền rent, tiền mà mướn mặt bằng, tiền nhân viên, tiền điện, tiền nước, tiền cable, tất cả các số tiền như vậy thì nó mới ra được cái con số cuối cùng là con số lợi nhuận, net operating income, cái nồi. Ok, đó là cái start new, start up, hay là khởi nghiệp, hay là mình build một cái dự án nào đó mới mẻ hoàn toàn thì mình cần phải có cái bảng này. Nhiều bảng lắm nhưng mà cái bảng này quan trọng nên Trinh muốn bring up trước cho mọi người ha, đề cập tới cho mọi người. Nếu mọi người sẽ dùng số tiền đó để mua một cái tiệm nail đang có sẵn, chứ không phải là mới build phải cung cấp cái này. Còn khi mà có sẵn rồi đó, nó đang có nguồn thu nhập rồi đó, thì mọi người phải cung cấp cái gì? Thuế 3 năm của cái tiệm mà anh chị em sẽ mua. Mọi người thấy không? Đây là một cái bộ hồ sơ về kinh doanh, những cái việc mà vay về kinh doanh và vay về đầu tư nó khác hoàn toàn với những cái consumer, những cái loan bình thường mà mỗi ngày mình thấy mỗi ngày. Nó đòi hỏi cái trí tuệ, đòi hỏi cái sự hiểu biết rất cao, kinh nghiệm rất nhiều để mà có thể chia sẻ và tư vấn cho anh chị em. Ok, phải người seller, người bán cái tiệm, bán cái nhà hàng, bán cái hotel, bán cái văn phòng đó, business đó, phải cung cấp cho anh chị em the last 3 year of the tax return of the business. Phải cung cấp cho anh chị em cái thuế 3 năm của cái business đó, thấy được thu gì, chi cái gì và lời bao nhiêu trên giấy thuế nha, chứ không phải là POS system, không phải là credit card statement, không phải những cái tiền thẻ, tiền đồ, không care nha. Đối với ngân hàng nó liên với IRS rồi, thì khi mà đụng tới ngân hàng, đụng tới IRS, nó sẽ nói là thuế rồi, tất cả mọi thứ đều là thuế hết về business nha, giấy thuế hết. Nên mọi người thấy không, doesn't matter bản thu chi dự tính hay là cái tax return của cái business sẽ mua, đều người ta looking for gì, người ta đang tìm kiếm cái gì, con số thực về lợi nhuận mà anh sẽ dùng tiền của tôi để anh đầu tư vào. Doesn't matter hai cái option trên, hai cái điều kiện trên đã thỏa mãn rồi nha, nhưng mà cái bên dưới trật là vẫn trật nha, hồ sơ vẫn không đậu được, nhớ không? Ok, doesn't matter anh chị em vay 5 triệu, 20 triệu, 50 triệu, 100 triệu, nó cũng y như vậy, y như thế này, mà 50 ngàn nó cũng thế thôi, 100 ngàn nó cũng y như vậy đây, cứ áp dụng như thế. Mỹ nó rất làm việc rất là nguyên tắc mọi người, không cần biết số lớn số nhỏ, không cần biết anh là ai, cứ thế mà làm việc thôi. Ok, rồi, if anything, let me know. Bye mọi người.